Kiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài nhiệm vụ của các tư tế trong việc hiến dâng các loại lễ tế khác nhau cho Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử nhiệm vụ của các tư tế trong việc phụng tự, chúng ta nhận ra các tư tế phải chủ sự nhiều loại lễ tế khác nhau như được trình bày trong 7 chương đầu sách Lê Vi. Các lễ tế toàn thiêu có thể là bò tơ, chiên hay dê, hoặc chim gáy hay chim bồ câu. Các loại lễ phẩm gồm tinh bột có rưới dầu và đổ nhũ hương. Bột nhào nướng lò làm lễ tiến gồm tinh bột làm thành bánh ngọt không men, nhào với dầu và làm thành bánh tráng không men phết dầu. Bột nướng chảo gồm tinh bột nhào với dầu không men, được bẻ ra rưới dầu lên trên. Lễ phẩm nấu trong nồi được làm bằng tinh bột với dầu. Từ các lễ phẩm ấy, tư tế sẽ lấy ra phần kỷ vật dành cho gia vê và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ như lễ hỏa tế. Phần còn lại của lễ phẩm thuộc về Aharon và các con ông. Đó là phần rất thánh lấy từ các lễ hỏa tế dâng ra về. Nhũ hương đổ trên lễ phẩm được các tư tế lấy đốt dâng cho Thiên Chúa, diễn tả niềm tin và sự tôn thờ. Việc ba vua hay ba đạo sĩ đã dâng nhũ hương cho Chúa Giêsu hài nhi được các giáo phụ giải thích như là cử chỉ tôn kính thiên tính của Chúa Kitô. Bột nhào nướng lò là kiểu làm bánh đặc thù của một dân tộc sống cuộc sống định cư, trong khi bột nướng trên chảo là kiểu làm bánh đặc thù của người du mục, di chuyển theo đàn vật nay đây mai đó, tùy theo các cánh đồng cỏ cần thiết cho đoàn vật. Chương 2 sách Lê Vi cũng còn xác định rằng không lễ phẩm nào được làm bằng chất men, không bao giờ được lấy men và lấy mật ong mà đốt cho cháy nghi ngút làm lễ hỏa tế dâng ra về. Có thể dâng những thứ ấy làm lễ tiến sản phẩm đầu mùa, nhưng không được đưa lên bàn thờ để thành hương thơm làm vui lòng gia vê. Việc cấm dùng men đưa chúng ta trở về với lễ tế vượt qua trong bối cảnh của một nền văn hóa nông nghiệp. Việc dâng lễ phẩm có men và dâng mật ong là lễ nghi của dân ngoại. Nhưng các tài liệu tìm được tại thành phố Ugarit chứng minh cho thấy mật không phải là chất liệu được dùng để dâng tiến cho các thần linh. Ngoài ra chương 2 sách Lê Vi cũng buộc tín hữu phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm dâng tiến, không được để lễ phẩm thiếu muối của giao ước của Thiên Chúa. Muối được nhắc tới trong phụng tự của dân Assyri và dân Ai Cập. Đối với các người du mục cũng như đối với người Hy Lạp, cùng nhau ăn muối có nghĩa là bước vào trong tương quan tình bạn với nhau và dấn thân ký kết giao ước. Chương 18 sách Dân Số đề cập tới tất cả các phần trích dâng trong các của lễ thánh mà con cái Israel dâng ra về được ban cho Aharon và các con cái ông, chiếu theo một quy luật vĩnh viễn, đó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhan ra về cho ngươi và dòng dõi ngươi. Sự hiện diện của muối trong phụng tự Israel xem ra liên lỉ, mặc dù có ít tài liệu nhắc tới. Nó có thể được coi như một kiểu liên tục tái đề nghị với tín hữu giao ước của Thiên Chúa. Tiếp đến chương 2 sách Lê Vi cũng nói đến lễ dâng đầu mùa. Nếu tiến dâng của đầu mùa làm lễ phẩm, thì phải tiến dâng ré lúa rang, bột lúa mới đã xay làm lễ phẩm đầu mùa, rồi phải đổ dầu lên trên và bỏ nhũ hương vào. Tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút phần kỷ vật dành cho Thiên Chúa, tức là một phần bột lúa xay và dầu cùng với tất cả nhũ hương. Lễ vật đầu mùa bao gồm ré lúa rang ngoài đồng và bánh nướng trong làng. Đây là lễ vật gặp thấy nơi rất nhiều dân tộc trên thế giới, gắn liền với các tín ngưỡng liên quan tới các sức mạnh của rau cỏ và của mẹ đất. Trong dân Israel, nó phát xuất từ sự kiện đất đai là của Thiên Chúa, như viết trong chương 25 câu 23 sách Lê Vi. Đất thì không được bán đứt
vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Các sản phẩm mà con người hưởng dùng là ơn Thiên Chúa ban. Ở đây, người ta phân biệt các sản phẩm đầu mùa tự nhiên như lúa mạch, lúa mì, trái nho và trái vả, trái ô liu dành cho các tư tế và gia đình họ như được xác định trong sách Lê-vi chương 18 câu 13. Tất cả thổ sản đầu mùa người ta dâng cho Gia-vê đều là của ngươi. Trong nhà ngươi, hễ ai thanh sạch thì được hưởng. Chúng được phân biệt với các sản phẩm đã được chế biến và chuẩn bị như rượu, dầu ô liu và tinh bột là các sản phẩm được dùng để dâng cho Gia-vê Thiên Chúa. Các lễ phẩm quan trọng là lúa mạch dâng vào dịp lễ vượt qua và lúa mì dâng vào lễ ngũ tuần. Chương 3 sách Lê-vi trình bày hy lễ kỳ an. Nó có hình thái giống chương 1 và cũng chia làm 3 phần, tùy theo loại súc vật được sát tế. Soạn giả trở lại ngôi thứ 3 để miêu tả lễ nghi, và chúng ta thấy tầm quan trọng dành cho tín hữu giáo dân dâng lễ vật. Các tư tế có nhiệm vụ dâng máu và đốt mỡ trên bàn thờ. Máu cũng như mỡ là dấu chỉ của sự sống, chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi, vì Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận sự kiện có người cho rằng chương 2 được đưa vào sau này, bẻ gãy sự hiệp nhất của trình thuật miêu tả hai hình thức chính trong hy lễ của dân Israel. Các miêu tả hy lễ hiệp thông hay kỳ an sẽ được lập lại trong chương 7 các câu từ 11 tới 21, trong đó người ta phân biệt hai loại hy lễ là hy lễ tạ ơn và lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện. Từ văn bản này chúng ta không học biết được gì liên quan tới tiệc lễ nghi, nhưng phải quy chiếu về các văn bản có tính cách lịch sử hơn như sách Xuất Hành chương 24 cho biết ông Mô-xê cùng với ông Aharon, Nadab, Abihu và 70 kỳ mục Israel đi lên núi Chúa. Họ được nhìn thấy Thiên Chúa của Israel dưới chân người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời. Người không ra tay sát hại các bậc vị vọng của Israel, họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa và sau đó họ ăn uống. Sách Các Vua 1 chương 3 cũng kể lại giấc mộng của vua Salomon ở Gibeon, rồi nhà vua trở về Jerusalem và đứng trước hòm bia giao ước của Chúa. Ông thượng tiến lễ toàn thiêu, dâng lễ kỳ an và thiết đãi tất cả các bề tôi của mình một bữa tiệc. Chương 3 sách Lê-vi cũng xác định rằng người muốn tiến dâng lễ kỳ an bằng bò đực hay bò cái thì con vật phải toàn vẹn. Họ sẽ đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ tiến và sẽ sát tế nó ở cửa lều hội ngộ. Các con Aharon là các tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an làm lễ hỏa tế dâng Gia-vê, đó là lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà người ấy sẽ tách ra cùng với các trái cật. Các con Aharon sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên lễ toàn thiêu đặt trên củi ở trên lửa. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Gia-vê. Như vậy, các tư tế có nhiệm vụ rảy máu và hỏa thiêu mỡ các súc vật bị sát tế trên bàn thờ, vì chúng biểu tượng cho sự sống và chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Trong Thánh Kinh, cử chỉ đặt tay trên đầu súc vật sát tế có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong bối cảnh của hy lễ sát tế ở đây, nó ám chỉ việc chiếm hữu vật sát tế từ phía người dâng lễ và sự tham dự của người ấy vào lễ nghi thực hiện trên con vật được sát tế. Và người ta biệt định rằng nơi dâng hy lễ là trước mặt Chúa và ở lối vào lều hội ngộ. Mỡ là phần của bữa tiệc dành cho Thiên Chúa và việc đốt mỡ trên bàn thờ là một kiểu làm cho Thiên Chúa tham dự vào bữa tiệc lễ nghi. Ngoài lễ toàn thiêu mà Aharon và các tư tế phải thi hành mỗi ngày, một lần vào ban sáng và một lần vào ban chiều, đây là các lễ nghi họ phải làm khi có tín hữu tới dâng lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa. Nếu người ấy tiến dâng chiên dê làm lễ kỳ an dâng Gia-vê, thì phải tiến dâng một con đực hay một con cái toàn vẹn. Nếu người ấy dâng một chiên con làm lễ tiến,
thì phải tiến dâng nó trước Nhan Gia Vê. Họ phải đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ tiến và sẽ sát tế nó trước lều hội ngộ. Các con Aharon sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an làm lễ hỏa tế dâng Gia Vê. Đó là mỡ của nó, chọn cái đuôi mà người ấy sẽ cắt sát xương cùng. Lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà người ấy tách ra cùng với các trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, đó là thức ăn hỏa tế dâng Gia Vê. Đây là thức ăn biến thành khói, nghĩa là nó là thức ăn biểu tượng. Nhưng cũng có thể coi đây là dấu vết của các niềm tin cổ xưa hay phát xuất từ các dân tộc sống gần Israel liên quan tới các thần linh được dưỡng nuôi bằng các lễ tế của con người. Các tư tưởng này bị Thánh Kinh khước từ như viết trong Thánh Vịnh 50. Bò của ngươi nào ta có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham. Vì thú rừng là của ta hết thảy, cả muôn ngàn loài vật núi đồi, mọi thứ chim trời ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về ta. Ta mà đói ta đâu có nói cho ngươi hay, vì trái đất với mọi loài chính ta làm chủ. Thịt bò há là thức ta ăn, máu chiên há là đồ ta uống. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Nếu lễ tiến là con dê, thì nghi thức của người dân và của các tư tế cũng như vậy. Người ấy sẽ tiến dâng một phần con vật làm lễ tiến, làm lễ hỏa tế. Tất cả những gì làm mỡ đều thuộc Gia Vê. Đây là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, ở khắp nơi các ngươi sống. Tất cả những gì là mỡ và huyết, các ngươi không được ăn.